Hello, papa. Hello, papa. Papa. Hello, papa. Hello, papa. Cô ngồi im, ngồi im. Hello, papa. Cô ngồi im mà. Đẹp không? Hiền chào cả nhà, chào các bạn, ta cha hào. Hôm nay Hiền làm đùi gà rưới nước mắm ăn cả nhà, chiên thêm vào cho nó cơ chi thuệ treo mã chi xưa. Thì cái món này á ăn rất là ngon luôn. Hiền cũng có chia sẻ qua rồi cả nhà, chưa tao sai hỉnh hào xưa và dù phân sàng coi là món này ăn ngon lắm cả nhà, thơm ngon, cay cay, chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Thì các bạn muốn ăn món này thì các bạn xem cái clip trước của Hiền ha. Cái clip này thì Hiền không có chia sẻ kỹ, chưa tao sai hỉnh hồi xưa và dù phân sàng co là ta cha khởi gì khăn cơ sang chị bu từ nó cơ và dù phân co là ta cha khởi gì khăn khởi gì cho sư khăn khăn ở hỉnh hào xưa chứ cơ son son la la thẹn thẹn sau chỉ hào xưa từ. Hôm nay Hiền chỉ làm ăn thôi cả nhà, Hiền không có chia sẻ, thì mời cả nhà cùng ăn với Hiền nha. Món ăn Hiền làm xong rồi cả nhà, chỉ có chi rô mã sủ chi thời phải của chiên cho hảo lên nó cơ chi rô chiên sốt nó cơ thịt gà chiên mà sốt nước mắm chua ngọt á. Hiền làm xong rồi mời cả nhà cùng ăn với Hiền. Thì bây giờ Hiền ăn cơm cả nhà ơi. Các bạn nhìn thấy cái miếng gà nè, nó có ớt nè, có tỏi nè, có gừng nè. Hiền ăn thử nha. Nó giòn, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, con son la la, thẻn thẻn. Ngọt chưa? Cái đùi gà này nó bận khủng khiếp luôn á. Nó chi thuệ à? Chúng ta hình ta. Không biết thịt gà gì mà nó bự dữ cả nhà. Mềm eo. Ở ngoài giòn mà ở trong nó mềm. Mình ăn chung bắp cải nó ngon lắm. Kinh là cái cao trái chưa, hình như hảo chưa. Ta cha khởi để dùng sư sư khăn luôn tờ hảo sư. Ai là ngon luôn á. Mình ớt cũng dễ. Thịt gà nó mềm mèo à. Cập sư.
Nếu mà các bạn thích mà ăn ớt nhiều thì bỏ nhiều vô một chút, thì không dám ăn ớt nhiều quá nhiều. Đâu? Mè nè, ui dồi, mè nè, ngọ rí nè, gừng nè, thơm lắm. Gà rút xương ăn nó tiện cả nha. Cái chi thể xi cụ xương hình thẳng bên nè. Không biết sao mà phân cụ thọ. Nước mắm mình bỏ miếng gừng vô ăn ngon. Cơm dì lu phong ai tèn nó cơm lào trang xin chú yêu với cao hình xem hào xem. Nó rất là thơm luôn mà nó thấm, mà thịt gà nó mềm luôn, nó không có cứng nha. Tại mình ớt á, mình để 20 phút gà không có cứng, rất là ngon. Thích gà làm đủ thứ đồ ăn cả nhà, cho cái chi rô à, phải gì cho hành to tôm gì à, thai à, chi rô. Ăn bắp cải gì mà nó ngon, cao lưu sai chi ăn bánh hồi xưa. Hay dù ăn con nó có gì luôn á, bánh hồi xưa à. No, nó cái gì? Quả chim bọt rồi. Ok.
thì Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền ha. Thì xe ta cha khăn lần và tại Hiền fan, thì hẹn cả nhà lần sau. Xin chào, bye bye.